Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nước này cần phải không ngừng đổi mới tiềm lực quân sự để nhanh tiến độ tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh tình hình phức tạp trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra tại phiên họp toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Theo tuyên bố, những nhiệm vụ cốt lõi nhằm thúc đẩy năng lực quốc phòng được đặt ra trước đó đã đi đến thành công. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất là sự cố phóng vệ tinh trinh sát quân sự, chiến lược quan trọng trong lĩnh vực phát triển không gian của Triều Tiên. Theo đó, Triều Tiên đã khẳng định cam kết sớm đưa vệ tinh này vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng cho rằng các mục tiêu phát triển năng lực quân sự đã được đưa ra tại phiên họp, gồm 5 điểm, điều rất quan trọng. Song việc phát triển vệ tinh trinh sát quân sự có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với triển vọng tăng cường lực lượng vũ trang của Triều Tiên.